Hôm nay Khanh mời các bạn cùng Khanh đi ngắm hoa hạnh nhân ở vùng Bakersfield nhé. Và tiếng Mỹ, hoa hạnh nhân được gọi là almond. Và từ nhà Khanh đi đến đây mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên mà Khanh ghé thăm nơi này. Thật sự mà nói là khi vào đây, Khanh tưởng mình giống như là cô công chúa nhỏ mà lạc vào chốn thiên đường á. Xung quanh mình, những cành cây phủ toàn là hoa trắng. Chỉ có màu trắng của hoa và không hề có một tí lá luôn. Khung cảnh rất là lãng mạn. Mình cứ đi hoài và chẳng có muốn ra nữa. Các bạn hãy nhìn coi những hàng cây bên đường được trồng thẳng tắp và đều nhau, tạo thành một lối đi mà phủ toàn là hoa trắng không à. Rất là lãng mạn luôn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình có dịp đi thăm vườn cây almond của bên Mỹ. Thì ở đây người ta trồng rất là nhiều. Một đồi núi luôn là toàn bộ là cây almond. Và cái bông almond thì đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người xem nè. Nó có 5 cánh giống như là hoa mai. Ở giữa có một màu đỏ. Có nhụy vàng. Nó không có mùi thơm. Hiện giờ mình đi là cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thì vài tuần nữa thì almond sẽ rụng hết và bắt đầu cho ra trái. Mọi người ngắm thử coi, vườn cây almond bạc ngàn luôn nè. Các bạn biết không, ở vùng Bakersfield này, người ta trồng rất là nhiều hạnh nhân. Và đây cũng là nông sản chính của Mỹ. Hạnh nhân thì có thể xay ra thành bột để làm bánh macaron. Cái bánh mà tròn tròn nhỏ nhỏ và ăn cũng rất là ngon đó. Hoặc là mình có thể cắt lát làm bánh quy nè, ép nước để làm sữa hạnh nhân cũng rất là tốt cho sức khỏe. Nhất là những quý vị nào mà bị dị ứng với sữa bò thì mình có thể thay thế bằng sữa hạnh nhân. Và ngoài ra chúng ta còn có thể ăn nguyên hạt khi mà đã rang chín. Nhưng mà nhớ đừng có ăn quá 25 hạt trong một ngày nhé. Vì hạnh nhân có rất là nhiều chất đạm sẽ làm cho mình khó tiêu. Phía ngoài của vườn hạnh nhân, người ta đặt những cái tổ ong nhân tạo. Có hai mục đích chính đó, là giúp cho hoa được thụ phấn tốt và cho ra nhiều trái. Thứ hai là sau đó cũng có thể thu hoạch cả mật ong nữa. Thật là tuyệt vời phải không nào? Thì nó đã ra trái rồi nè. Những cái trái nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Chút xíu nè các bạn xem nè. Và khi mà nó chín rồi thì người ta sẽ thu hoạch và người ta sẽ tách cái vỏ ra, còn lại cái hạt là để cho mình ăn. Rất là nhiều almond nè. Sau khi bông hạnh nhân rụng hết thì cây bắt đầu ra lá và kết trái. Bên ngoài cái trái có một cái lớp lông bao phủ. Những trái hạnh nhân này đã được vài tuần tuổi rồi. Nhìn vậy nhưng mà chưa ăn được đâu các bạn nhé. Mình phải đợi thêm một thời gian nữa cho hạnh nhân chín và lớp vỏ bắt đầu tách ra, héo đi để lộ ra một hạt cứng bên trong. Đến giai đoạn này thì mình vẫn chưa ăn được nữa. Chúng ta phải tách bỏ cái lớp vỏ cứng đi và lấy lớp bên trong cùng thôi nhé. Hạnh nhân cắn vào thì hơi cứng nè, giòn nè và chất béo trong hạnh nhân rất là tốt. Các bạn nhớ là dùng hạnh nhân thường xuyên nhé.